Tiếp tục thông tin về vụ việc Công an thành phố Hà Nội đề nghị khởi tố doanh nhân Lê Thành Thản về tội lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án CT6, Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Quá trình điều tra, ông Lê Thành Thản thừa nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án. Tại cơ quan điều tra, 488 khách hàng mua 488 căn hộ không được cấp sổ đỏ thông tin. Khi ký hợp đồng mua bán căn hộ, họ không biết các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch bởi đã tin tưởng ông Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt. Ông Lê Thành Thản thừa nhận hành vi phạm tội như trên và khai nhận do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trên các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1 trên 500 của dự án. Đại gia Điếu Cầy có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án. Phương án 1 là nộp phạt và cho tồn tại Phương án 2 là ông Thản tự thỏa thuận với người mua nhà tại block CT6C để di rời sang dự án khu đô thị Thanh Hà, Cienco 5 cũng do ông làm chủ. Phương án 3, ông Thản tự thỏa thuận với người mua nhà để mua lại căn nhà hoặc trả lại tiền mua nhà. Sau đó sẽ tự phá rỡ nhà CT6C Kiến Hưng. Sau đó ông chốt phương án 3, nhưng đến nay công ty Bermes mới thương lượng được khoảng hơn chục hộ dân đồng ý trả lại nhà thưa quý vị và được biết rằng cơ quan điều tra xác định ông Thản đã chỉ đạo xây thêm một tòa CT6C cao 32 tầng với 438 căn hộ không nằm trong kế hoạch được duyệt, lấy đất quy hoạch xây trường mẫu giáo để xây khu thấp tầng và thu lợi hơn 534 tỷ đồng. Đây là số tiền thu lợi bất chính mà ông Thản hưởng từ hành vi lừa dối khách hàng khi mà bán các căn hộ tạo lập trái phép luật. Ngoài ra, thì ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo quảng cáo đưa thông tin gian dối về tình trạng pháp lý của dự án CT6 ở Kiến Hưng để khiến cho các căn hộ được tạo lập trái pháp luật. Khách hàng mua căn hộ tin tưởng nên đã ký hợp đồng mua bán. Và trong một diễn biến liên quan, sau khi cơ quan chức năng đề nghị truy tố, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh cho biết rằng sẽ làm đơn kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền. Ông không đồng tình với kết luận của cơ quan điều tra với việc xác định thu lợi bất chính bởi 534 tỷ đồng là tiền bán nhà và trong đó thì bao gồm cả tiền đầu tư xây dựng dự án